Hôm nay Quốc hội thảo luận dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Cử tri cho rằng việc xây dựng dự thảo luật này nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc bất cập của pháp luật về tổ chức tín dụng, tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, can thiệp sớm tổ chức tín dụng nếu bị rút tiền hàng loạt. Luật kỳ này đã đưa ra mấy vấn đề để giải quyết. Cái thứ nhất là tăng cường cái sự giám sát kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đưa ra các yêu cầu về xử lý sớm trước khi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như trong thời gian gần đây. Cái thứ hai là có một cái cách quản trị sát sườn hơn, nhanh chóng hơn đối với bộ máy quản lý của các tổ chức tín dụng có dấu hiệu của vi phạm, cần phải ngăn chặn hoặc là thay đổi sớm. Và cái thứ ba là cái cách thức để chúng ta xử lý cái nợ xấu như thế nào cho nó tốt nhất. Bởi vì hiện nay là bất động sản dường như đóng băng và tăng giá, khó để có thể là quay vốn lại cho ngành ngân hàng. Hiện nay là tình hình kinh tế khó khăn nên việc nợ xấu diễn ra ở các ngân hàng khá là nhiều. Mà bên cạnh đó là nghị quyết 42 sắp là hết hạn nên là luật sửa đổi bổ sung luật các tổ chức tín dụng này cần có một điều luật cụ thể để quy định về việc xử lý nợ xấu để đảm bảo cho các ngân hàng được hoạt động một cách hiệu quả hơn. Cần quy định cụ thể trong trường hợp nào thì được dừng những cái giao dịch trực tuyến để làm cho để cho tạo một cái hành lang pháp lý để cho các tổ chức tín dụng không thể tự ý mà thực hiện dừng các giao dịch trực tuyến đó. Chúng tôi cũng hiểu là việc dừng giao dịch trực tuyến đó để nhằm mục đích là hạn chế và ngăn chặn cái chuyện người dân rút tiền đồng loạt một lần thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái hệ thống tài chính của quốc gia. Nhưng mà cho đến nay thì nếu mà nói quy định thì quy định cụ thể trong trường hợp đó thì tôi chưa thấy có một quy định nào nó trở thành một cái hành lang pháp lý chuẩn mực.